Hello, xin chào tất cả anh chị quay trở lại với kênh ITP Club Channel ha. Ngày hôm nay là ngày đầu tuần, tuần đầu tiên của tháng 12 rồi anh chị. Và cái tuần đầu tiên chúng ta đang thấy là thị trường khá là hưng phấn đúng không? Ngày hôm nay thì tăng 18 điểm, đóng cửa ngay 1.120 luôn chị. Anh chị có nhớ là mình có nói với anh chị là nếu mà xác nhận vượt qua 1.120, thị trường nó sẽ xác nhận mẫu hình vai đầu vai ngược đúng không? Cơ hội là rất là lớn luôn. Đấy. Anh chị nào chưa xem cái video đó thì anh chị có thể xem lại nha. Cái video mình có đăng ở trên kênh này luôn ha. Mẫu hình vai đầu vai ngược anh chị nhá, không phải là vai đầu vai xuôi mà là vai đầu vai ngược ha. Cái video đó thì làm cũng đâu đó là hơn một tuần anh chị. 9 ngày trước. 9 ngày trước ha. Đây nè. Vai đầu vai nè, rủi ro và cơ hội. 9 ngày trước. Thì mình trong video đó thì mình có nói với anh chị là cần phải đặt cược. Giai đoạn này là chúng ta cần phải mua sớm để đặt cược đúng không? Liên tục nhắc với anh chị là như vậy. Cho nên nếu mà anh chị nào thấy cái phiên ngày hôm nay mình đã nhận định đúng, anh chị hãy cho tôi con 4 con số 9 vào phần bình luận bên dưới anh chị nhé. Ngoài ra trong quá trình theo dõi livestream, nếu mà anh chị thấy hay thì cho Tùng xin mỗi người một like, mỗi người một chia sẻ lên các room Zalo, Facebook, những cái diễn đàn mà anh chị tham gia để giúp Tùng cũng như là kênh ITP được lan tỏa, được phát triển nhiều hơn anh chị ha. Ok, thì khi mà chúng ta đặt cược và đặc biệt là tuần trước là một cái tuần giao dịch bản lề đúng không? Đấy, liên tục nói này, vai đầu vai này, xong rồi rũ bỏ xong thì sẽ test lại và chờ bùng nổ này. Đấy, rồi tuần giao dịch bản lề, nỗi lo lắng chắc chắn là sẽ bao trùm đấy, rồi cái gì nữa anh chị, dòng tiền mất hút này, được ăn cả ngã về không, phải đặt cược ở đây đúng không, phải đặt cược ở đây này. Dòng tiền mất hút này đấy, rồi khi thị trường chính thức xác nhận xu hướng này đấy, rồi cái gì nữa anh chị, rất là nhiều luôn, mở bát tháng 12 này, vượt cản này. Và ngày hôm nay thì gì anh chị, tháng 12 tha hồ chốt lại đúng không? Anh chị thấy không? Tháng 12 tha hồ chốt lại. Đấy, cái video này nhá. Tháng 12 tha hồ chốt lại. Ok. Thì quay trở lại với nội dung ngày hôm nay. Thì thị trường trong những cái tuần trước chúng ta đã nói là cuối tuần, tuần vừa qua là tuần giao dịch bản lề, và cuối tuần khả năng sẽ là một cái phiên mà xác nhận xu hướng. Thì phiên cuối tuần qua thì đa số anh chị đã vui rồi. Nhưng mà phiên hôm nay thậm chí còn vui nhiều hơn nữa anh chị. Hôm nay thậm chí là còn một số khách hàng còn nói với mình tại sao con này nó lại yếu hơn những con còn lại ở trong dòng. Ví dụ như nhóm ngành chứng khoán đi, tại sao có những con tăng trần rồi tăng 7%, 6%, tại sao có những con yếu hơn tăng chưa tới 4%. Đấy, hôm nay mặc dù là nó tăng rồi nhưng mà tăng yếu, anh chị cũng thắc mắc đúng không? Thì rõ ràng là chúng ta đang nén cái mặt tâm lý sau một tuần trước. Một tuần trước là gần như là mọi người đã phải chịu trận đúng không? Mua những cái thời điểm đó và phải chấp nhận chịu trận, chấp nhận là đánh cược. Và cuối tuần đã tạo ra tâm lý hứng khởi và phiên ngày hôm nay bùng nổ, tạo ra một cái tâm lý y như là được cởi bỏ anh chị. Muốn là cổ phiếu phải tăng trần cơ. Cho nên cuối phiên nhiều cổ phiếu đang tăng trần mà hết trần, nhiều cổ phiếu đang tăng mạnh thì hạ nhiệt một chút. Thì anh chị lại lại lo lắng. Lại lo lắng, anh chị kỳ vọng là ngày hôm nay nó phải tăng mạnh cơ. Nhưng mà thực ra thì do mọi người quên rằng chỉ cần cổ phiếu mỗi phiên nó chỉ cần tăng 3-4% thôi, nhưng mà nó cứ tăng đều, phiên nào nó cũng tăng thì nó đã rất là tốt rồi anh chị. Chứ đâu cần phải cứ mở phiên ra là phiên nào phải tăng 6%, 7%. Nếu mà tăng liên tục như vậy thì chắc là chúng ta thấy chỉ khoảng đâu đó 2-3 tháng nữa thị trường có khi lên lại đỉnh cũ 1.500 anh chị. Ok, mình nói vui vậy thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ cần phải cho cổ phiếu nó có những cái sự vận động anh chị nhé. Những sự vận động, chúng ta đừng bắt cổ phiếu nó phải chạy ngay lập tức. Có lãi thì ai cũng thích rồi. Nhưng mà thay vì có lãi thì đừng có lỗ là được, đúng không? Đấy, có lãi là được, đừng có lỗ. Và lãi thì ngày hôm nay có thể là lãi vài phần trăm, nhưng mà đâu đó một tháng sau anh chị sẽ thấy vài chục phần trăm ha. Và cái target của chúng ta cái giai đoạn này thì mình chỉ nói với anh chị là
đâu đó cái mức target trung bình đem lại cho anh chị sẽ là 30%, đúng không? Sẽ là 30%. Thì từ tuần trước cho đến ngày hôm nay nhiều cổ phiếu nó đã tăng 10% rồi anh chị, đúng không? Target của chúng ta trong vòng 2 tháng tới là 30%, những con cổ phiếu nào mạnh hơn thì đâu đó là 50%, thì chúng ta kỳ vọng như vậy. Nhưng mà chúng ta mới có hai phiên thôi, là phiên thứ 6 vừa rồi và ngày hôm nay phiên thứ hai, nhiều cổ phiếu nó đã tăng lên đến 10%, thì anh chị lại kỳ vọng là nó phải tăng trần, thì không cần thiết như vậy. Từ từ rồi làm sao để cho chúng ta thấy là trong khoảng thời gian đầu tư từ giờ đến Tết, lợi nhuận đem lại cho chúng ta khoảng 30% là được anh chị ha. Đấy, ok, cho nên chúng ta không cần phải vội vàng, anh chị hãy để cái tâm lý chúng ta thoải mái nhất và hãy nghĩ đến việc có lãi là tốt rồi, thay vì những nhà đầu tư họ vừa cắt lỗ trong tuần trước anh chị, họ cắt lỗ tại vì họ sợ thị trường sập, họ cắt sau đó họ mất hàng đấy, và đến ngày hôm nay họ vẫn phải đứng ngoài thị trường, họ không dám vô và họ vẫn biện minh cho cái hành động đó là sợ thị trường Oppo, sợ những cái cú tăng này là cái cú bull trap ha. Thì những cái hiện tượng đó nó sẽ diễn ra và chắc chắn là những người mà người ta đang còn hàng mà người ta nghĩ như vậy anh chị, người ta không dám mua trong tuần trước thì bây giờ người ta đang chờ hồi lên để bán ha. Rồi những người mà đánh T cộng thì khi mà lãi 10%, hơn 10% thì họ sẽ bán ra chốt lời ngắn hạn, đúng không? Rồi những người mà kẹp hàng ở những cái vùng cao như là 1.170 hoặc là thậm chí 1.200, 1.250 thì khi bây giờ họ đang bị ảnh hưởng tâm lý bởi những đội nhóm người ta hô là thị trường sập ngoài kia, cho nên họ thấy hồi lên như phiên ngày hôm nay họ mừng quá, họ cắt lỗ. Thì những cái yếu tố đó góp lại tạo nên cái việc là thị trường có một cái áp lực bán vào cuối phiên ngày hôm nay, nhưng không có là vấn đề gì hết anh chị nhá. Mọi người phải nhớ là những cái vùng chân sóng, những cái vùng chân sóng, chân một con sóng, thị trường nó sẽ không có lên một cách là lên thẳng tuột đâu, mà nó lên xong rồi nó chỉnh, nó cứ đi lên khoảng đâu đó là 10%, nó sẽ có những cái cú điều chỉnh từ 3 đến 5%, sau đó nó lại lên tiếp anh chị. Đấy, cho đến một lúc nào đó những nhà đầu tư người ta nhận ra là chết rồi, thị trường chính thức đi lên rồi, lúc đó họ quyết tâm vào mua thì lúc đó họ sẽ đu đỉnh. Đấy, họ sẽ đu đỉnh à, cho nên cái việc mà thị trường chỉnh trong thời điểm chiều hôm nay một chút xíu thì mình đánh giá nó không phải là cái vấn đề lớn anh chị ha. Thị trường nó sẽ còn tiếp diễn xu hướng tăng trong thời gian tới. Vậy thì những cái mà mình vừa giải thích cho anh chị có nghĩa là vẫn còn cơ hội lên tàu cho người đến sau, đúng không? Đấy, khi mà thị trường nó tăng, cổ phiếu tăng 10% trung bình nha, mình nói trung bình, một con số là khoảng 10% thì cái việc chốt lời xảy ra là bình thường. Nhưng mà những cái nhà đầu tư mà họ là nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc là họ giỏi về phân tích kỹ thuật đó, thì họ sẽ canh chốt lời vào những cái phiên như ngày hôm nay, khi mà giá tăng tốt nhất trong phiên này họ chốt, thì sau đó thì họ sẽ chờ phiên ngày mai điều chỉnh thì họ mua lại, họ bán ngắn hạn và họ mua lại ngắn hạn luôn ha, chứ không phải là chốt xong rồi ngồi chơi ăn Tết, ngồi chơi từ giờ đến Tết, không phải vậy. Đấy, nhưng sẽ có những nhà đầu tư nhỏ lẻ khác gọi là tâm lý thiếu ổn định á, thì ngày hôm nay tăng xăng thì mọi người sẽ nghĩ đến cái việc là ôi xăng quá, mừng quá, chắc là sẽ tăng trần thêm được vài cây. Nhưng mà chỉ cần ngày mai mà giảm đỏ vài phần trăm thì anh chị lại nghĩ theo cách khác, chết rồi, thị trường có khi lại sập, có khi lại chuyên gia A kia người ta nói đúng là thị trường sẽ sập, chuyên gia B kia nói là thị trường bị úp, cho nên thôi thà bán bây giờ đi còn đỡ hơn là giảm 10% rồi lại cắt lỗ. Đấy, mọi người sẽ đảo chiều cái suy nghĩ đó, cho nên những cái thời điểm tăng trần hoặc là tăng xanh như ngày hôm nay thì sẽ ít người bán chị, ít người bán đấy, nhưng ngày mai mà nó lại giảm đỏ tự nhiên chị lại vác hàng ra bán đó. Thì cái điều này là cái điều mà thường hay lặp lại tâm lý trên thị trường, cho nên mình nghĩ là chúng ta nên kiểm soát được vấn đề tâm lý giai đoạn này ha. Và anh chị chỉ cần nhớ một câu thôi, đó là vẫn còn cơ hội lên tàu cho người đến sau. Vì còn cơ hội lên tàu cho người đến sau có nghĩa là sẽ là cơ hội mua,
cơ hội cho người lên tàu, có nghĩa là đó là những cái cơ hội mua vào, mà mua vào thì chúng ta không được bán ra, đúng không? Đấy, cho nên giai đoạn này chị nhớ nha, nếu ai mà muốn bán á, mình có nói rất rõ trong room khách hàng của mình, ai mà muốn bán thì căn cổ phiếu nó tăng mạnh, có thể kết hợp một chút kỹ thuật, căn cổ phiếu tăng mạnh trong phiên thì anh chị bán xong rồi chờ rung lắc giảm vài phần trăm thì anh chị mua mua lại, đặc biệt là những cổ phiếu nào là tăng trong vòng 2-3 phiên liên tiếp á, mà tăng đâu đó khoảng hơn 10% thì anh chị có thể chốt, nhưng mà chốt ít thôi, tối đa là 1/2 hàng thôi, sau đó điều chỉnh thì phải chủ động canh mua lại nhé. Đấy, tại vì đừng có chờ về hỗ trợ, đôi khi nó sẽ về hỗ trợ, đôi khi nó sẽ không về hỗ trợ, chúng ta không biết được, cho nên chúng ta phải chủ động theo dõi bảng điện ha, theo dõi bảng điện và chủ động mua lại. Còn nếu không mua lại mà nó chỉnh có một ít sau đó nó tăng tiếp thì mất hàng ráng chịu, đúng không? Mất hàng ráng chịu, mà mất hàng xong thì rất là khó để có điểm mua trở lại đẹp hơn anh chị nhé. Đấy, anh chị nhớ là khi mà thị trường nó lên cao rồi, bao giờ nó cũng sẽ có những cái cú điều chỉnh ha, gọi là rung lắc ngắn hạn thôi. Đấy, nhưng mà nếu mà nó điều chỉnh á, thì nó sẽ không có những cái giá tốt như chúng ta mua trong tuần trước, hoặc là như thời điểm đâu đó là chiều ngày thứ sáu, chiều ngày thứ sáu sau khi thị trường rút chân nhiều cổ phiếu có điểm mua luôn đấy. Đấy, mặc dù là nó không giá đẹp như sáng ngày thứ sáu, hoặc là giá nó không đẹp như những cái phiên đầu tuần trước đấy, nhưng nó vẫn là những cái vùng giá đẹp. Chứ còn sau phiên ngày hôm nay thì chúng ta chờ những cái cú điều chỉnh thì chắc là khó để quay trở lại những cái vùng giá như tuần trước, cho nên chúng ta phải chấp nhận mua giá cao hơn ha anh chị ha. Đấy, còn anh chị nào mà lỡ bán xong rồi không có quay lại được với những cái vùng giá như bây giờ đâu ha, cho nên mọi người chú ý, nếu mà muốn lướt lát thì chúng ta tranh thủ khi mà nó tăng mạnh thì chúng ta chốt, sau đó thì phải canh điều chỉnh thì mua lại ngay, đừng để mất hàng. Còn cái cách mà mình vẫn khuyên anh chị tốt nhất đó là đừng có bán trước, mà chờ điều chỉnh xong rồi lấy một cái cục tiền khác ra để mua trước. Ví dụ anh chị dành ra 500 triệu để tham gia vào chứng khoán, anh chị mua full hàng rồi, sau đó anh chị có thêm một cái cục khoản tiền gửi tiết kiệm chẳng hạn, gửi ngân hàng, anh chị móc khoản đó ra để nhảy vào T0 ha, thì cái cục 500 triệu kia cứ giữ nguyên không bán, cái cục gửi ngân hàng đó chúng ta lấy bỏ vào chứng khoán tạm thời và nó cứ giảm, anh chị mua thêm đấy, rồi nó lên anh chị lại bán cục đó ra, xong rồi nó giảm anh chị lại mua vào, lên anh chị lại bán ra, tức là cứ lướt trên cái cục mới đó thôi, còn cái cục cũ làm sao để cái lượng hàng giữ nguyên. Thì đó cũng là một cái cách lướt T0, nhưng mà dĩ nhiên thì cái cách nào nó cũng có lợi và có hại anh chị nhé, cho nên anh chị cân nhắc. Còn nếu mà chúng ta không có những cái cách nào hết thì chúng ta cứ ngồi yên trên tàu đấy, như ngày hôm nay thì mình nói là hãy ngồi yên ở khoang hạng nhất, ở khoang VIP nhất đấy, và chờ những người đến sau người ta lên tàu cho đủ chỗ, sau đó tàu sẽ chạy về đích anh chị ha. Vậy thì ngày hôm nay vẫn còn cơ hội lên tàu dành cho người đến sau, và thời điểm này có thể là nó sẽ diễn ra vào phiên chiều ngày mai hoặc là ngày thứ tư, sáng ngày thứ tư, cho nên chị chú ý những cái thời điểm này để chúng ta tham gia vào ha. Ok, chúng ta sẽ điểm qua thị trường một chút xíu trong ngày hôm nay đi, trước khi chúng ta nói kỹ hơn. Thì hôm nay thị trường tăng và đóng cửa 1120, VN30 thì vẫn thấp hơn ha, đóng cửa 1107, tăng 16 điểm thôi. Hôm nay thanh khoản sàn đấu xe là 22.270 tỷ, thanh khoản ba sàn là lên đến con số 28.200 tỷ, vượt 1 tỷ đô trong phiên ngày hôm nay. Số lượng mã tăng là 487 mã tăng, tuy nhiên thì chỉ có 11 mã tăng trần thôi ha. Hôm nay mọi người cứ muốn là mã nào cũng phải tăng trần cơ. Đấy. Số lượng mã giảm là 59 mã. VN30 thì 29 mã tăng và chỉ có một mã giảm thôi. Các cổ phiếu mà đóng góp chiều giảm của thị trường thì đâu đó là có SAB, còn lại các mã thanh khoản rất bé. Ở chiều tăng thì chúng ta thấy có Vietcombank, Hòa Phát, Vích, Ga, SSI, BID, GVR, Thế giới di động, Vinhome, VND, Techcombank, FPT, ACB, VBank, Sacombank. Từ ngân hàng này ha, đến thép này, rồi đến các cổ trụ này, các mã chứng khoán này, các mã khu công nghiệp này, bán lẻ này, Hòa Chung,
cái niềm vui của thị trường trong ngày hôm nay. Đấy. Về chuyển động ngành, chúng ta thấy hôm nay thì tất cả các ngành đều tăng và tăng đồng đều ha, ngân hàng, bất động sản và chứng khoán là tăng khá đồng đều. Chỉ có nhóm bia là giảm thôi. Dạo gần nay công an giao thông người ta đo nồng độ cồn nhiều quá anh chị, cho nên bia thì đang giảm giá ha. Ok, khối ngoại thì hôm nay họ bán ròng 562 tỷ và bán khá nhiều dàn trải VND, Vinhome, SSI, Đất San, STB ở chiều mua thì có Nam Kim. Các cổ phiếu mà có khối lượng giao dịch nhiều nhất trong ngày hôm nay thì chúng ta thấy có GX tăng trần ha. Ngoài ra các mã chứng khoán tăng rất mạnh này. VIX tăng 6,6%, VND tăng 6,3%, SSI cũng được 5%, SHS được 6%. Đấy. Nhóm thép thì có Hòa Phát tăng 2,2%. Rồi, nhóm bất động sản thì có Novaland tăng 2,5%, DG tăng 5,8%. Ngân hàng có SHB tăng 2,3% và nhóm heo thì có Hoàng Anh Gia Lai tăng 3,4%. Về các cổ phiếu, sorry anh chị, về các thị trường trên thế giới thì lúc này chúng ta thấy là đang bắt đầu màu đỏ ha. Nhưng mà mức độ đỏ thì chưa nhiều. Ví dụ như từ châu Á thì cũng đang đỏ, châu Âu cũng đang đỏ. Các chỉ số tương lai của Mỹ cũng đang đỏ. Thì cái việc điều chỉnh nhẹ nhàng này là cũng là điều bình thường tại vì trong phiên cuối tuần trước thì Dow Jones tăng đến gần 300 điểm. Và những thời điểm gần đây thì Dow Jones đang tăng rất là mạnh anh chị ha. Tăng mạnh mà tăng thẳng đứng luôn, gần như chưa có cú điều chỉnh nào. Cho nên mình vẫn đánh giá là có thể giai đoạn sắp tới thì Dow Jones nó sẽ điều chỉnh bất ngờ lúc nào đó. Cũng chưa biết chính xác được anh chị. Có thể là rơi vào giai đoạn tuần này. Có thể là đâu đó vào những cái phiên cuối tuần này anh chị ha. Dow Jones nó đang tăng rất mạnh và tăng thẳng đứng luôn. Sớm muộn gì nó cũng phải điều chỉnh thôi. Tuy nhiên thì lúc này chúng ta mặc kệ Dow Jones anh chị. Về giá dầu thì đang quay trở lại cái vùng 73-74 đô. Thì tại sao lại mình nói là mặc kệ Dow Jones? Tại vì giai đoạn này chúng ta đang đi khác hơn so với Dow Jones. Chúng ta đã có gần 3 tuần điều chỉnh và tích lũy sideways down. Đấy, và thoát hiểm trong tuần trước. Thì đây là đồ thị của VN Index này, anh chị chú ý. Hôm nay chúng ta đã vượt qua được cái mây. Hôm nay tăng mạnh và vượt qua được cái mây ha. Hôm nay những phiên tuần trước anh chị cứ nói là tiền đâu không thấy. Thì mình có nói một câu đúng không? Cứ chờ cái thời điểm rush out đi. Tự nhiên anh chị thấy có tiền vào thôi. Còn những cái lúc mà mọi người đang gọi là nghi ngờ thì nó gọi là tăng trong nghi ngờ, nó giữ được những cái vùng hỗ trợ sau đó tăng trong nghi ngờ là cái điều hoàn toàn bình thường. Hoàn toàn bình thường anh chị. Đấy. Nhưng mà đến thời điểm rush out tự nhiên tiền ở đâu tự nhiên nó chui ra. Cho nên chúng ta không cần phải quan tâm cái điều đó ha. Đấy. Cho nên á, những cái lúc này thị trường đã tạo được một cái nền giá khá tốt rồi. Và sau khi vượt qua trở lại cái mốc một trên 1.100 vào phiên thứ 6 tuần trước cũng như là cái mốc 1.103 thì vượt vào chính thức là vượt vào ngày hôm nay. Nhưng mà anh chị thấy là cái thời điểm mà thị trường chưa vượt 1.103 vào thứ 6 tuần trước thì khoảng 2 giờ sau khi thị trường bắt đầu rút chân và tăng tăng trở lại ha. Và bắt đầu nhóm nhóm tăng vào khoảng 2 giờ là mình đã nói anh chị là mua luôn chứ không phải là chờ đợi một chờ vượt 1.103 nữa và mua luôn phiên thứ sáu đấy. Thì ngày hôm nay nó đã vượt bằng cách là mở gap luôn chị ha. Đấy, những cái thời điểm quan trọng của thị trường thì thị trường nó hay đánh bằng cách mở gap. Mọi người thấy đợt trước này, cái thời điểm mà nó để gọi là đánh thủng cái mốc 1.200 nó cũng đánh mở gap gap down này anh chị, nó cũng đánh mở gap luôn. Thì bây giờ cũng vậy thôi. Bây giờ nó vượt qua cái mốc quan trọng 1.103 thì nó mở gap luôn. Cho nên mình đánh giá là cái giai đoạn tới thì có xác suất nó sẽ quay lại lấp gap nhưng cũng có khả năng là nó sẽ không lấp gap. Mà nó chỉ test lại đâu đó khoảng cái vùng giá mở cửa ngày hôm nay thôi. Đâu đó là 1.107, 1.108 thôi chị. Ha. Dĩ nhiên là nếu mà nó lấp được cái gap á thì nó đi lên nó sẽ bền vững hơn, bền vững hơn. Nhưng nếu không lấp được cái gap thì cũng không sao. Nếu mà không lấp được cái gap thì nó sẽ cho thấy là trong ngắn hạn thị trường sẽ rất mạnh chị ha, thị trường sẽ rất mạnh đấy.
Chỉ có điều là VN30 thì nó hơi yếu thôi, nó chưa vượt qua được cái mây, thì mình đánh giá là VN30 có thể là nó sẽ là cái làm kìm hãm đà tăng của thị trường trong vài phiên tới. Khi mà thấy VN30 tăng điểm ít thì có thể là người ta cũng dòng tiền người ta cũng chưa dám đua quá mạnh mẽ vào các cổ phiếu cơ sở, thì nó sẽ tạo ra những cái cú điều chỉnh của cổ phiếu thôi anh chị ha. Đấy, chứ còn VN30 thì nó cũng đang có một cái lộ trình là vượt mây đi lên, cho nên đánh giá là ok thôi. Còn để lấp gáp hay không thì chúng ta thực sự là chúng ta không cần thiết là thị trường phải lấp gáp lúc này ha. Đó, nhưng mà nếu thị trường quay trở lại điều chỉnh á, test lại cái vùng 1.108, tức là quanh cái giá mở cửa ngày hôm nay, hoặc là nếu mà xấu hơn, thực ra không phải xấu đâu anh chị, mà là nếu mà lấp gáp á, thì đó là cơ hội tốt cho anh chị mua được cái giá rẻ hơn thôi ha. Đấy, thì nếu mà nó lấp được cái gap 1.103 luôn thì ok để cho anh chị nhảy vào mua. Nói chung á, tóm lại là sau phiên ngày hôm nay thì chúng ta đang nói đến câu chuyện là vẫn còn cơ hội lên tàu cho người đến sau. Cho nên cái vùng á, vùng hỗ trợ ngắn hạn lúc này sẽ là cái vùng từ 1.100 cho đến 1.103. Đấy. Tuy nhiên chúng ta có thêm một cái hỗ trợ gap là quanh 1.107. Cho nên ngày mai chúng ta sẽ quan sát coi thị trường về đến đâu chị nha. Nhưng mà theo mình á, thì anh chị cứ chia vốn ra để mua từ cái vùng 1.100 cho đến 1.107. Nó chỉ chênh lệch nhau có 7-8 điểm thôi, không đáng kể. Cho nên chúng ta sẽ chia vốn ra mua ở những cái thời điểm thị trường về đó. Về đến đâu thì mua đến đó ha. Thì cái điều này là dành cho anh chị nào mà vẫn đang còn ôm tiền, hoặc là anh chị nào vẫn đang chưa có full hàng thì điều chỉnh là để cho anh chị mua full hàng ha. Đấy, còn cái kịch bản xấu hơn thì tuần trước cũng có vẽ ra để trấn an tinh thần của anh chị, nhưng mà rõ ràng là vẫn luôn nhắc lại cái câu kết luận, đó là kết luận lại xác suất đi lên là cao hơn, đúng không? Thì mình sẽ xóa cái kịch bản này đi anh chị nhé. Đấy, mọi người thấy không? Tại vì thị trường nó đã có một cái cơ hội vượt mây thì nó sẽ cố gắng vượt. Vượt xong có thể là nó test lại là bình thường. Nó test lại là bình thường, nhưng mà nó phải tìm cách vượt à. Đấy. Thì nếu mà ngày mai test lại thì đó là cơ hội cho anh chị mua nhé. Anh chị nhớ điều đó. Rồi. Quay qua cái mẫu hình tam giác hướng xuống thì chúng ta đã vẽ rồi đúng không? Đây, tam giác hướng xuống thì thực ra nó đã vượt tam giác vào phiên thứ sáu thì mình nói rồi. Còn ngày hôm nay thì nó xác nhận luôn. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì nó lên, nó tiệm cận cái đường mà mình vẽ ở đây, đó là cái đường viền cổ của mẫu hình vai đầu vai ngược anh chị, vai đầu vai ngược ha. Thì hôm nay nó đòi rất ao, nhưng mà mình có nói với anh chị trong buổi livestream lúc trưa, ngày hôm nay tăng mạnh nhưng mà để rất ao thì nó sẽ chưa rất được, thì những phiên tới nó sẽ phải quay trở lại anh chị. Đâu đó là đến tầm từ phiên thứ tư, ngày mai thứ ba có thể là sẽ là một cây nến đỏ nhé. Ngày mai có thể là một cây nến đỏ, và lúc đó trên thị trường người ta lại tiếp tục nói cái bài ca là bài ca Oppo đấy, cái ba bài ca bị lái chơi khăm chẳng hạn đấy, thì người ta sẽ hô vang những cái bài ca đó, gọi là bài ca chim lợn đấy. Thì một phần là thứ nhất là mọi người thấy là khi mà nó từ dưới nó đi lên, nó gặp cái đường này thì nó sẽ nhún xuống để lấy đà, để vượt qua cho nó nhẹ nhàng, cho nó mượt thôi anh chị, đúng không? Lấy đà xong rồi vượt qua cho nó mượt. Đấy. Cho nên cái điều đó là cái điều bình thường, ngày mai là một cây nến đỏ là bình thường. Cái thứ hai đó là sau khi vượt qua thì có thể là nó sẽ quay lại test để nó bẻ. Nó test lại cái đường, nó bẻ cái đường MA20 này ngang ra một chút. Sau đó cái khả năng tăng của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Ha. Cho nên đó là cái việc của thị trường thôi chị, sau khi vượt xong thì nó quay lại test là bình thường, thì những cái lúc test đó là những cái lúc mà chúng ta tranh thủ mua vàng ha, không có gì phải sợ hãi chị nhé. Nói chung là đừng có mua FOMO là được. Ngày hôm nay khi livestream thì mình đều nói với anh chị là đừng có FOMO thôi, còn điều chỉnh thì cứ mạnh dạn mua, không có vấn đề gì phải sợ ha. Đấy, đừng có FOMO là được. Thì đối với thị trường này chúng ta thấy này, nó điều chỉnh xong rồi vài phiên nữa nó xác nhận rất out khỏi cái vùng này, chính là cái thời điểm mà chúng ta có thể full margin ha.
thì anh chị nào mà kiềm chế được lúc này thì anh chị cứ chờ vài phiên nữa trong tuần tới, trong tuần này luôn, vượt trở lại trên cái mốc 1120 này thì đó là thời điểm mà chúng ta full margin. Còn nếu mà anh chị nào lúc này đã full hàng bằng tiền mặt rồi, anh chị đang nghĩ đến việc full margin thì anh chị có thể là canh phiên ngày mai điều chỉnh thì anh chị có thể mua margin. Còn cái kế hoạch ban đầu của mình thì vẫn là vượt qua 1120 là mua, thì anh chị muốn mua trước cũng được. Tại vì vùng này thì gần như là chúng ta đang nói đến xu hướng thị trường nó sẽ đi lên tiếp diễn lên chị. Những cái cú rung lắc ngắn hạn sau đó thì nó sẽ tiếp tục đi lên thôi. Và ngày hôm nay thì dòng tiền đã quay trở lại ủng hộ cái điều đó ha. Cho nên chúng ta cũng không sợ. Đấy. Thì nếu mà ngày mai mà điều chỉnh về thì chúng ta phải tranh thủ mua vào. Ngày mai thì đâu đó tầm sau 11 giờ khách sạn của khung đồ thị H1 nó sẽ mở cửa. Cho nên cái cửa điều chỉnh của thị trường thì ngày hôm nay thị trường nó có chỉnh nhẹ rồi đó. Hôm nay lên đến cao nhất là 1124 đúng không? Cuối phiên là 1120, nó có chỉnh nhẹ rồi. Đấy, cái thời điểm nó tăng đó thì ai cũng nói là nó sẽ rất ao mẫu hình vai đầu vai ngược, nhưng mà mình nói thì không phải. Nó sẽ cần phải nhún lại rồi phiên sau đó nó vượt nó mới ok. Nói chung là đâu đó khoảng tầm phiên thứ sáu mà vượt là ok anh chị. Hoặc là trễ hơn một chút không sao. À sorry, phiên thứ tư nhé. Nếu mà ngày mai là thứ ba nó điều chỉnh đỏ và thứ tư nó quay trở lại vượt là ok. Hoặc là nó chờ đến cuối tuần nó vượt cũng ok không sao. Nhưng mà sớm nhất nên là phiên thứ tư. Chứ đừng có sớm quá ha. Đừng có sớm quá. Đấy. Thì cái khả năng điều chỉnh ngày mai là bình thường và điều chỉnh đó anh chị nhớ xem đó là cái cơ hội để mua vào ha. Điều chỉnh là cơ hội để mua vào. Đấy, còn mọi thứ lúc này thì gần như là mình sẽ không nói quá nhiều nữa ha. Lúc này thì mọi thứ nó rõ ràng quá rồi anh chị. Hoặc là cũng có những cái trường hợp nó rung lắc nó rất là nhẹ nhàng thôi, giống như tháng 12 năm ngoái là sau một cái cây xác nhận vượt khỏi cái downtrend ngắn hạn, sideways down ngắn hạn, thì sau đó thì thị trường nó cứ rung lắc nó đi lên nhẹ nhàng. Nhưng mà giai đoạn này là giai đoạn gần Tết vậy ha, gần Tết. Còn bây giờ chúng ta đang thấy là còn khoảng 2 tháng nữa mới tới Tết. Cho nên thời gian của chúng ta còn dài và target của thị trường lúc này nó còn xa lắm. 1205, thậm chí là 1240 cơ. Target còn xa lắm, cho nên cơ hội đi lên của thị trường còn rất là xa ha. Đấy. Cho nên canh những cái thời điểm rung lắc để vào hàng. Lúc này không phải là thời điểm để sợ, mà phải tranh thủ để mua. Đấy. Ai còn sợ là có thể là sẽ lỡ cái sóng này anh chị ha. Và một cái điều đặc biệt của thị trường lúc này anh chị, nếu mà anh chị tinh ý anh chị thấy đó là mình có nói trong những phiên trước, khi mà thị trường đạt cái mức độ hưng phấn cao thì mình cứ có nói là giai đoạn này càng hưng phấn cao thị trường nó sẽ càng lên mạnh. Có những giai đoạn trước hưng phấn cao rồi mình nói anh chị chốt lại rồi chờ điều chỉnh mua lại sau đúng không? Nhưng giai đoạn này thì càng hưng phấn cao chúng ta càng phải ôm chặt. Đấy. Thì anh chị thấy một cái điều rất hay đó là ngày hôm nay thị trường nó cũng khá hưng phấn nhưng mà cái số lượng người bán nó cũng tương đối nhiều. Cho nên cái mức độ hưng phấn này nó lại đi ngang. Thậm chí vài ngày mai chỉ cần một cây nến đỏ thôi thì cái mức hưng phấn này nó sẽ giảm xuống. Mặc dù là về cổ phiếu thì đang cao hơn tuần trước hoặc là chỉ số VN Index nó cũng cao hơn tuần trước. Nhưng cái chỉ số hưng phấn này nó lại giảm xuống. Và khi mà nó giảm như vậy thì cơ hội đi lên của thị trường nó còn khá là dài. Đấy, 1 cho đến 2 tháng nữa. Ha. Cho nên tóm lại là cơ hội cho người đến sau. Cho nên phải tranh thủ chớp lấy. Đấy. Còn nếu mà điều chỉnh nữa mà anh chị vẫn không dám mua thì đâu đó là 1 tháng sau chúng ta sẽ hối hận. Và đặc biệt là càng về sau anh chị hỏi là có mua được không thì rất là khó để tư vấn. Ở những cái thời điểm điểm mua đẹp và cực kỳ quyết liệt, cực kỳ gọi là mạnh bạo thì mọi người lại không dám mua, nhưng mà lên trên khi mà anh em bắt đầu chùn tay chùn chân rồi, tại vì bắt đầu rủi ro càng ngày nó càng cao mà anh chị lại hỏi mua mới thì cực kỳ khó nha, cực kỳ khó luôn. Cho nên lúc đó thì rất là khó để anh em tư vấn. Ok. Thị trường ngày hôm nay tốt rồi ha, thì chúng ta ngắm qua một số cổ phiếu nhóm leader thì vẫn nói rồi, đó là nhóm chứng khoán. Đấy. Vai đầu vai ngược này, SSI hôm qua mình vẫn còn nói là nó lình xình ở đỉnh, có khi nếu mà tích lũy khoảng 4 phiên nữa vượt thì đẹp đúng không? Nhưng có một trường hợp có thể là nó vượt luôn trong ngày ngày mai.
Đó là cái lời mà mình vừa nói trong cái video phân tích RSI tối qua. Nhưng mà ngày hôm nay thì cái con mà SHF ấy, thì mình có nói là SHF có thể là nó sẽ tăng luôn trong ngày mai, tức là ngày hôm nay nè anh chị. Đấy, thì anh chị có thể nhìn cái video mà tối qua mình làm. Đây là rồi đầu tư SSI về SHF. Thì Tùng có nói rất rõ là nó phụ thuộc vào cái việc là ngày hôm nay con SHF nó có tăng không. Nếu mà nó tăng thì nó sẽ kéo con SSI và nhóm chứng khoán tăng luôn. Và đầu phiên chúng ta thấy là nó nhấp nhấp nó tăng, cho nên là cái nhóm này tăng luôn. Thì trong những phiên tới nó tăng thì nó tăng, nhưng mà nó mà rung lắc điều chỉnh thì anh chị cứ mua. Đấy, hôm nay nó xác nhận vượt cái đỉnh gần nhất này 32.9 này, thì nếu mà nó test lại cái vùng này 33 cho đến 32.5 thì anh chị cứ mạnh dạn mua vào. Đấy, nó chỉ test quanh cái vùng đỉnh cũ và cái nền này thôi là mua. Và nó sau khi nó xác nhận vượt cái vai đầu vai này nè anh chị, cái mẫu hình vai đầu vai ha, thì target của con SI trong video mình có nói là cơ hội nó còn lên đến tầm 40, 40, 41 cơ. Cho nên lúc này nó mới chỉ gọi là 33 thôi thì vẫn mua được ha, vẫn mua được. Mặc dù là nó hơi xa hỗ trợ một chút xíu nhưng vẫn mua được. Anh chị nhớ kỹ điều đó nha. Cho nên ngày mai mà rung lắc điều chỉnh thì mình cũng chưa biết là nó lắc về đâu đó. Nếu nó lắc về tầm 33 đổ xuống thì cứ mạnh dạn mua. Còn nếu mà nó lắc không tới đó thì anh chị phải chấp nhận mua cao thôi. Nhưng mà cái phần mua là anh chị chủ động giúp mình. Tại vì số lượng cổ phiếu trên thị trường rất nhiều, mình không thể canh cả bằng điện hết tất cả các cổ phiếu được. Nhưng mình chỉ nói với mọi người một câu thôi, đó là mai nó lắc thì cứ mua. Ok ha. Đấy, target còn khá dài đúng không? Target còn khá dài. À, nếu mà đẹp á, thì nó lắc về 32.5 cho đến 33 là mua. Ok. Nếu mà nó lắc về đến tận dưới 32 nữa thì lại quá đẹp. Những con như SHN vậy, nếu mà nó lắc mà nó quay lại cái vùng tầm SHN này thì giờ chắc là khó có giá 18. Nhưng mà quay lại tầm 18.5 là anh chị mua được. Mình sợ là nó không quay về tới đó thôi. Nói chung là từ 18 cho đến khoảng 18.7 trong cái vùng giá đó. Nếu có cái giá đó thì anh chị cứ mua thôi. Còn VCI hôm nay nhiều anh em nói là con này nó rụt đầu sao xấu thế. Thì bình thường, tại vì hôm nay á mà anh chị học về Ichimoku, anh chị sẽ biết là tại sao nó rụt đầu. Tại sao anh chị biết? Tại vì nó có một cái cản trong những cái khung đồ thị nhỏ, cho nên hôm nay nó rụt đầu. Nhưng mà ngày mai thì cái cản này nó yếu đi, ngày mốt nó yếu đi thì có thể là nó sẽ tăng bù thôi anh chị. Con này nó có thể tăng bù, cho nên ai mà đang có hàng con này á, tranh thủ ngày mai mà nó chỉnh thì canh, tranh thủ mà mua thôi. Chứ đừng có nói là nó yếu đi rồi vác ra bán này. Vài bữa lại tiếc đấy ha. Đấy. Rồi VND cũng vậy thôi. VND ha. Nè, hôm nay cũng mất cây trần. Nhưng mà nói chung là nếu nó quay về quanh cái đỉnh cũ này thì anh chị cứ canh mua thôi nè. Vùng 22 trở xuống. Đâu đó 22 chấm mít trở xuống. Đấy, rất nhiều cổ hoặc là SBS này hôm nay cũng tăng tốt này. Tuần trước vẫn còn nói anh chị là cái nền này rất đẹp, tranh thủ mua vào đúng không? Đấy. Nhiều cổ phiếu chứng khoán lắm nhá, anh chị tự chủ động thôi. Những cái nhóm cổ phiếu bất động sản DG nó cũng vậy nè. Nó chưa vượt đỉnh thì khi mà nó lên gặp cái đỉnh này có thể nó gặp một cái cản ngắn hạn thì nó sẽ điều chỉnh. Thì đối với con này điều chỉnh quanh cái vùng 26 thì mình nghĩ anh chị mua được. Đấy. Nếu mà nó rơi về được tầm 25.3 này thì quá đẹp để lấp cái gap ở đây. Nhưng mà chắc khó, chắc khó, đâu đó là cái vùng khoảng tầm 26 độ xuống là anh chị xem xét tham gia. Đấy, đất xanh thì cũng vậy nè, quanh cái vùng 20 20 20 20.3 gì đó là ok, có thể mua được. Đấy, mình vẽ cái mũi tên nó còn đi lên, ít nhất nó còn lên đến đây. HDC là mọi người cứ chơi yếu nhưng mà nó vượt lại giá 33 là nó tăng bốc đầu. Đấy. Cho nên con này sắp tới thì nó cũng sẽ tăng mạnh đó. Ha. Sau khi nó có một cái cú rất out fail đúng không? Mọi người nhìn thấy cái tiền, cái phiên mà rất out đó, tiền vào rất là lớn, tức là tiền lớn nó đã vào phiên đó rồi. Nhưng mà phiên hôm sau thị trường không thuận, gặp những cái tin đồn áp lực bán vào ATC cho nên nó bị gãy, mặc dù rất out đẹp nhưng bị gãy. Bị gãy thì nó sẽ làm lại thôi chứ. Nó làm lại. Và nó lợi dụng những phiên gãy để nó rủ hết những cái nhà đầu tư đu cái phiên rất out này, nó cổ phiếu nó ép cho bán hết, cắt lỗ hết bằng được. Cắt lỗ xong thì nó rút chân đi lên.
Đấy, thì rất nhiều nhà đầu tư đã cắt lỗ trong tuần vừa rồi. Sau khi cắt xong thì HDC đi lên thì dự kiến vài phiên nữa thôi anh chị, vài phiên nữa nó vượt qua một lần nữa, nó vượt qua được cái đường này thì nó sẽ còn tăng rất mạnh, còn tăng rất mạnh ha. Ấy, target của HDC thì mình dự kiến là nó vẫn còn đi lên được ít nhất là quanh cái đỉnh cũ này 39-40 này. Đấy, ít nhất là phải phải vậy, hiện tại mới có 33-34 thôi, nên 39-40 là còn ngon, thậm chí ở lên đến 48 đúng không? Đấy, cơ hội còn rất nhiều gì nhé. Hoặc là nhóm đầu tư công này, CI mình có nói là vượt qua 17.1 đúng không? Hôm nay tăng tốt rồi này. Đấy, chẳng qua là nó đang gặp cái đỉnh gần nhất thôi, thì có thể nó sẽ nhúng xuống một chút rồi nó lấy đà vượt đỉnh thôi anh chị ha. Đấy, Lycosi này, ngày mai mà test lại con dao găm chị nhảy vào mua này. Đấy, vượt qua dao găm rồi. HHV thì tăng hơi nhiều, HHV để mà mua thì hơi khó. Nhưng mà HHV thì nếu mà mua thì chắc là phải canh mua quanh giá 15, nếu mà chỉnh về tầm quanh 15 thì anh chị mua được. Chứ còn chờ chỉnh sâu thì mình cũng chưa biết nó có về tới đó hay không. Cho nên cái cách ở đây á, là anh chị có thể là canh chỉnh quanh 15 chị mua 50%. Rồi nếu mà nó chỉnh sâu xuống đây thì anh chị gia tăng, còn nếu mà nó không chỉnh sâu á thì chúng ta sẽ chờ một lần nữa nó quay lên và nó vượt qua được cái đỉnh của phiên ngày hôm nay thì lúc đó anh chị gia tăng ha. Đó là cái cách mà anh chị có thể mua nó hợp lý nhất. Còn dĩ nhiên là nếu anh chị muốn mua luôn một lần một thì cũng ok, nhưng mà chờ cái thời điểm chiều mai nó điều chỉnh thì anh chị mua, tùy anh chị ha. FCN vậy thôi, giống CEI này, vượt qua được cái cản 14.1 rồi là nó tăng thôi, thì chờ điều chỉnh để mua. Hôm nay tăng 6% thì chắc hôm nay ngày mai nó chỉnh thì chắc là cũng chỉ chỉnh khoảng tầm 3% thôi anh chị, chứ còn mong mà nó chỉnh quay trở lại phần khoảng 6% như ngày hôm sáng hôm nay thì hơi bị khó. Đấy, đấy, nhóm đầu tư công tốt này, GVR, nhóm khu công nghiệp cũng ok này. Hôm nay nó cũng tạo ra những cây nến ở trên đầu, thì chẳng qua là nó đang gặp kháng cự thôi. Nó gặp kháng cự thì nó chỉnh lại thôi. Nhưng mà sớm muộn gì nó cũng sẽ đi lên tiếp hơn chị ha. Những cái vùng mua là về từ trước rồi. Đấy, mua xong đi lên thôi. KBC cũng được này. Nó cũng nhóm khu công nghiệp thì cũng giống giống nhau, nó đang gặp kháng cự, từ từ nó sẽ vượt. Ok ha. Nói chung là thị trường thì đang rất tốt rồi, thì mình nghĩ là những cái nhóm như là khu công nghiệp rồi chứng khoán rồi đầu tư công thì ngày mai điều chỉnh thì anh chị có thể xem xét mua được ha. Còn đối với nhóm thép, nhóm thép thì ví dụ như con Nam Kim thì nó tăng hơi nhiều. Đấy, nó vượt đỉnh rồi thì những con này chờ nó test lại đỉnh thì anh chị có thể mua. Đấy, chờ nó test đỉnh thôi. Ví dụ Nam Kim đỉnh là quanh vùng giá 23 cho đến hỗ trợ là 22.5, đó là cái vùng anh chị thích mua thì mua. Hoa sen thì chưa vượt đỉnh cho nên nó sẽ gặp cái kháng cự ở đây, cho nên hôm nay nó tạo ra cái nến rút đầu là vậy thôi. Thì nếu nó có test lại lấp gáp thì mua được này, vùng 21.5 gì đó, ok này. Nói chung là ngày mai điều chỉnh thì vẫn mua được. Hòa Phát cũng vậy thôi anh chị, canh mai điều chỉnh thì có thể mua. Hoặc là nếu mà anh chị nào kiên nhẫn hơn á, thì riêng đối với nhóm thép thì cái khả năng, tại vì thép những phiên gần đây nó đang đi lên, tự tiến đi lên ha, nó không phải là tích lũy giống như nhóm chứng khoán hoặc là đầu tư công hoặc là bất động sản, mà nhóm thép thì nó đã đi lên liên tục thời gian gần đây, cho nên riêng nhóm thép này anh chị có thể kiên nhẫn chờ thêm khoảng tầm đến phiên ngày thứ năm, ngày mai thứ ba này, ngày mốt thứ tư này, thì bắt đầu từ thứ năm là nhóm thép nó sẽ có khách sạn, nó sẽ có khách sạn hút giá xuống, cho nên chị có thể chờ đến cái thời điểm phiên thứ năm chị mua thì nó sẽ được cái giá an toàn hơn. Đấy, giá lúc đó thì mình chưa biết khách sạn nó là giá bao nhiêu, nhưng mà có thể là nó sẽ ngang với cái giá sáng hôm nay mở cửa. Ví dụ như Hòa Phát có thể nó sẽ quay lại tầm 27 chẳng hạn. Đấy, hoặc là có thể sâu hơn một chút nếu mà khách sạn mở cửa ra. Cho nên chị có thể chờ cái nhóm thép từ phiên thứ năm trở đi chị mua ha. Còn những cái nhóm khác thì nãy giờ mình phân tích rồi. Đấy, khu công nghiệp rồi
chứng khoán, đầu tư công, đó là những cái nhóm mà căn ngày mai chỉnh thì đều có thể mua được hết ha. Đấy, ok, thì đó là với vấn đề của thị trường. Hôm nay mình cũng cho mua một số cổ phiếu như là nhóm bất động sản, còn có TCH cũng ok này, ngày mai mà nó điều chỉnh thì anh chị mua này. Hoặc là cổ phiếu dệt may như là Gil ngày hôm nay vượt qua 25.4 là cũng mua được này. Ngày mai nó test về đó là anh chị có thể mua. Đấy, nhiều cổ phiếu lắm. Ok. Chết thật, nãy giờ mình nói mà mình quên bật đồ thị cho anh chị, nhưng mà thôi sorry anh chị. Nhưng mà chắc là mọi người nghe được những cái điểm mua, điểm bán là cũng ok. Thực ra không phải điểm bán mà là điểm mua ha. Lúc này thì thị trường nó mới chớm chớm tăng thôi. Cho nên chúng ta sẽ xem xét cái việc là thị trường nó sẽ tiếp tục tăng, cho nên chúng ta sẽ view theo cái hướng là điều chỉnh rung lắc là cơ hội để anh chị mua vàng ha. Cái khách sạn của thị trường á, gần nhất là nó sẽ xảy ra sau khoảng 4 phiên nữa anh chị, tức là ngày mai thứ ba, là thứ tư, là thứ năm, là thứ sáu này. Cho nên nếu mà thị trường mà xảy ra những cái cú điều chỉnh gọi là tương đối nha, thì có thể là phải đến cái phiên tuần sau cơ, nó mới là cái cú điều chỉnh tương đối của nhiều cổ phiếu đấy. Còn từ giờ cho đến cuối tuần anh chị canh rung lắc, anh chị mua vào thì nó sẽ có cơ hội đi lên tiếp vào phiên, những cái phiên cuối tuần ha. Và target lúc này của chúng ta sẽ là cái con dao găm mà cũng khá cứng đó, ngắn hạn thôi, từ giờ đến cuối tuần, ngày mai mà điều chỉnh thì mua, sau đó thì những phiên cuối tuần chúng ta kỳ vọng thị trường nó sẽ đi lên khoảng 1.137, cái vùng đó anh chị có thể là chốt lời nhiều hơn, sau đó lại chờ những cái cú điều chỉnh để mua lại sau ha. Đó, tại vì có khả năng là thị trường nó sẽ lên quanh 1.137 cho đến 1.150 này, từ 1.137 đến 1.150 đỉnh cũ, nó sẽ gặp những cái áp lực chốt lời, gặp những cái áp lực chốt lời, chúng ta sẽ chốt lời T cộng ở đó ha. Sau đó chúng ta sẽ chờ điều chỉnh thì mua lại chính những cái cổ phiếu chúng ta đã chốt, hoặc là chúng ta sẽ mua lại những cái cổ phiếu khác, mình sẽ báo anh chị sau. Nhưng mà trước mắt từ giờ, ví dụ ngày mai thứ ba điều chỉnh thì anh chị canh mua chiều mai cho đến thứ tư, thì cái lượng hàng của anh chị nó sẽ đều về trước cái thời điểm phiên thứ sáu hết đấy, tức là trong tuần này, thì đó là thời điểm chúng ta canh cuối tuần chúng ta có thể chốt lời là đẹp đấy. Còn sau đó thì qua tuần sau chúng ta chờ chỉnh, chúng ta lại mua lại kiểu như vậy ha. Còn dĩ nhiên là mình nhắc lại một câu nhé, đó là cái cách mà dành cho anh chị đánh ngắn hạn liên tục, mua bán xong mua, bán xong mua. Còn nếu mà anh chị nào mà không thích cái điều đó, anh chị muốn giữ thì anh chị cứ giữ, tại vì thị trường giữ đến chừng nào nó lên 1.205 thì anh chị bán, hoặc là 1.250 thì anh chị bán đấy. Còn những cái vùng này thì mình nhắc lại một lần nữa, đó là những cái vùng kháng cự ngắn hạn thôi, bán xong là để mua lại ha. Và dĩ nhiên là chúng ta cũng phải nói về thị trường, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cổ phiếu chúng ta. Có những cổ phiếu nó lên cản trước thì chúng ta bán trước chờ mua lại sau, chứ không phải là lúc nào cũng cứ chờ thị trường chung. Nói chung là nói về thị trường chung, nhưng mà chúng ta phải tập trung vào cổ phiếu để chúng ta tham gia ha. Ok, cảm ơn cả nhà, thì Tùng sẽ kết thúc video ngày hôm nay ở đây nhé. Video thì vẫn còn cơ hội lên tổng cho người đến sau, cho nên chị không biết mua thế nào, không biết mua ở điểm mua nào, không biết chọn cổ phiếu như sao ra sao, thì anh chị liên lạc với mình theo số điện thoại đang chạy ở ngay trên màn hình ha. ID tại VPS là 874. Welcome, mọi người có thể mở tài khoản tại VPS, hoặc là có tài khoản rồi thì chuyển về ID 874 ha. Đấy, cơ hội vẫn còn cho người đến sau, anh chị cố gắng tận dụng lấy. Và hãy cho Tùng xin một like, một share, và nếu chị thấy hay hãy thả tim, hoặc là thả cho Tùng những con số 9 ở trong phần bình luận bên dưới video này. Nếu mà mọi người mà mới theo dõi kênh thì hãy bấm nút subscribe kênh ha. Ok, cảm ơn tất cả anh chị. Chúc anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ, thật là hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi livestream tiếp theo. Bye bye cả nhà.